Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán trần thay lỡ nha các bạn. Hôm nay mình nói về tìm số bị chia trong phép chia có dư. Khi bước đầu tiên mình lấy ví dụ để cho các bạn biết trong phép chia có dư thì cần có những yếu tố nào. Ví dụ nha các bạn, ví dụ như có ba que này chia ra làm hai, được chưa? Ba que 1, 2, 3 chia cho hai bạn, bạn thứ nhất và bạn thứ hai. Thì để chia cho công bằng thì que thứ nhất nè dành cho bạn thứ nhất, que thứ hai dành cho bạn thứ hai, được chưa? Vậy còn một que, nếu chia cho bạn thứ nhất thì bạn thứ hai không có, nếu chia cho bạn thứ hai thì bạn thứ nhất không có, nên người ta gọi một que này gọi là que dư, được chưa? Vậy ba nè chia cho hai bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu ạ? Một que và dư mấy ạ? Dư một. Thì đây được gọi là phép chia có dư, được chưa? Số 3 đứng trước cái dấu chia người ta gọi là số bị chia. 2 phía sau dấu chia người ta gọi là số chia. 3 chia 2 được 1 người ta gọi là thương, và đây chính là số dư, được chưa? Ok chưa ạ? Rồi thì ở đây các bạn cần nhớ giúp mình một công thức liên quan về số bị chia. Muốn tìm số bị chia nè, nhớ đây là công thức tìm số bị chia trong phép chia có dư. Thì ta lấy nè, thương nhân số chia cộng số dư. Đây là công thức liên quan về phép chia có dư. Ok chưa ạ? Rồi lấy ví dụ nha các bạn. Ví dụ như x chia 2 bằng 3 dư 1. Thì đây, thứ nhất các bạn phải nhìn vào, đây là phép gì ạ? Phép chia. X là số bị chia, 2 là số chia, 3 là thương và 1 là dư. Vậy muốn tìm số bị chia nè, ta lấy thương nè nhân với số chia nè cộng với số dư. Rồi thì ở đây có phép nhân và phép cộng, các bạn làm phép nhân trước. 3 nhân 2 bằng 6 cộng 1 nó bằng bao nhiêu ạ? Dạ bằng 7. Ok chưa ạ? Rồi mình cho một bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. X chia cho 10 bằng 5 dư 2. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.